Thưa quý vị, ngày hôm nay 18 tháng 11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần luận tội và đề nghị mức án của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trong đó, bị cáo Ngô Văn Thụy, cựu đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, bị đề nghị mức án đến 16 năm tù về hành vi nhận hối lộ. Ba bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu đều bị đề nghị mức án trên 10 năm tù. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong số 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu, duy nhất bị cáo Thủy bị truy tố về hành vi nhận hối lộ. Bị cáo Thủy phụ trách đội 3 biết các tàu Nhật Minh do bị cáo Phan Thanh Hữu làm chủ hay ra hải phận quốc tế mua sang nhập lậu đưa về tỉnh Vĩnh Long để tiêu thụ nội địa. Vì vậy, vào cuối tháng 1 năm 2021, Thủy đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng của đội đến thành phố Cần Thơ để tổ chức bắt giữ. Khi biết tin trên, nhóm của Hữu đã tiếp cận tại nhà riêng của Thụy, hối lộ tổng cộng 10.000 đô la Mỹ và 500 triệu đồng và thẻ ATM số dư 101 triệu đồng. Với hành vi nói trên, bị cáo Ngô Văn Thụy bị đề nghị bức án từ 15 đến 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Trong khi đó, ông Trùm Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn, người phụ trách vận chuyển sang lậu từ Singapore trở về Việt Nam, bị đề nghị bức án từ 16 đến 17 năm tù Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, người phân phối phần lớn xăng lậu trong trùm Phan Thành Hữu, bị đề nghị mức án từ 13 đến 14 năm tù cùng về tội danh buôn lậu. Đối với các bị cáo khác, Viện Kiểm sát Nhân dân đều đề nghị mức án dưới 10 năm tù. Trong đó có nhiều bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo hoặc mức án bằng với thời gian tạm giam.